Hello, xin chào các bạn. Mình tiếp tục mình chỉnh sửa cái cây này các bạn. Cái cây này là cây núi Tình Lan. Bây giờ nó cũng cho hoa các bạn, cho hoa nè. Đó, hoa nè. Đó, hoa các bạn thấy vào. Đó, hoa. Thì hoa nó mới cho hoa các bạn, cho hoa lần đầu. Mình mua về thì nó có thiệt mới cho ra hoa đó. Bây giờ mình sẽ quay clip cây này à, mình làm hơi bề bộn quá, kẽm nó văng tùm làm. Rồi mình sẽ dọn cây này, hồi nãy mình có đã dọn một cây, mình đang lên clip thấy không, cây kia thì bẻ nó hơi lâu hơn cây này các bạn. Cái cây này thì theo mình nghĩ nó nhanh tại nhánh nó ít đó. Cái nhánh này chỉ yếu giờ bấm nè các bạn nè, bấm bỏ đợi cái nhảy chi à, gầy quá trời gầy. Mình thấy mấy gai mình sợ, sửa mấy cây này thôi, cái tay bấy nhầy luôn. Mình sửa cây thì nó cũng hơi lâu các bạn, lâu rất là lâu. Cái vấn đề bây giờ là chỉnh sửa thì nó hơi lâu, các bạn thông cảm nha. Nó cái ông này ông cây có đẹp đẽ gì mà ngọn sửa có bụi. Nói chung là cây cây Hải Châu nó vậy các bạn, tôi nói thiệt nha. Tôi sửa cây này á là có mười mấy phút, hai mấy phút thôi, mà các bạn đưa cho cái mướn cái người mà ta làm tiếng đi các bạn, làm giờ á, mình nói làm giờ thôi. Giờ là cái gì, tức là người ta sửa cây người ta ăn giờ, bạn hiểu tôi nói không? Đó, sửa cây tức là người ta ăn ăn tiếng á, mình nói tiếng đi, tiếng như là thí dụ như ở đây người ta vuốt me thanh long tiếng 35 ngàn hay 40 ngàn gì đó, tùy theo cái thời vụ. Nếu mà thời vụ mà vô thời vụ mà để vuốt que các bạn, vuốt que cây thanh long nó vô thời vụ á, không có công á, thì công nó sẽ lên 40 ngàn, 45 ngàn tiếng đó. Còn cây kiểng này thì khác bạn, cái người mà sửa kiểng cái giá trị nó là sửa một cây kiểng nó khác, còn cái que thanh long thì nó khác đó. Do đó bây giờ các bạn người ta sửa người ta ăn giờ thì mình cũng có tâm lý thôi. Một giờ thì cây này mình của mình sửa tiếng đi, mấy người kia sửa phải 4 tiếng, mình biết tại vì mình có mấy bạn sửa kiểng, mình biết cái cây đem vô đó ngắm nghía rồi nó nổi cắt cái gai rồi kim quýt đó. Hồi đó sửa kim quýt các bạn, ở xứ mình thì đó có một số người rất chơi mê chơi kim quýt đó, cắt gai cắt cành này kia nọ rồi đã đời, sau đó mới là cứ vô kẽm quấn kẽm uống xoa uống lợi sữa tùm lum, lâu lâu rất là lâu mình nó mình biết rồi. Cây này vậy à, trời nó cho vậy là mình chịu vậy thôi đó. Đây cái giờ mình tháo kẽm này ra các bạn, hồi đó mình quấn kẽm hay nhỏ nè, giờ mình vô kẽm bự. Mình cho cái tàn chân này các bạn, cây này trực lắc rất là đẹp nha các bạn, cây này trực lắc rất là đẹp nha, mình nói thật. Cây này á, cây này trực, cái thế dáng nó trực, người ta nhiều cái cũng trực các bạn, nhưng mà cây trực nó mềm mại không, nhiều khi người ta nói cây cây đổ, nhưng mà đổ người ta sao, tại sao cây đổ này giá trị rất cao, cây đổ cái giá trị không cao, cây đổ người ta rất là mềm mại, rất là đẹp ha các đó. Rất là đẹp. Do đó bây giờ là mình nói là các bạn hiểu tại sao cây đẹp, cây cây trực mà
nhiều dáng nó mềm mại đẹp. Còn cây đổ nhiều khi cây đổ bán rẻ rẻ của em mua, mà cây đổ nhiều khi cây đổ đơn giản mà người ta mua, tại vì cây đó khi cái thấy đổ rất là mềm. Đây mình có khách chở hàng đến, mình xếp hàng đến nè các bạn. Đó, một lát mình sẽ làm clip. Đó. Chú đang làm clip. Khách chở hàng. Đây. Mình sẵn mình quay ra luôn các bạn. Đây. Đây là cái hàng mình mua ngoài La Cà vô nè, shipper chở đến nè các bạn. Đó. Cây theo đó. Cây này cái ba cây Vĩnh Lợi không đó. Rồi thiên xuống chưa đó, cây cảnh cẩn thận nè nhé, tại cảm ơn nè. Rồi rồi chưa, rồi chưa, rồi nặng về ta, rồi để xuống đi. Đó, nó mình quay lại cho các bạn xem. Để mình gửi tiền cho cái em. Tài khoản tiền chưa về rồi. Tài khoản 094 20 96 948. À, tay còn mấy triệu không đủ. Tài khoản rồi này MB phải không? MB. Rồi. Rồi. Rồi chiều chú chuyển qua cho. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn đó. Rồi. Đây nè. Clip mình cũng hơi ấy các bạn, clip mình nó cũng hơi không có gì mà chuyên nghiệp, bởi vậy nó đủ thứ trò các bạn đó. Đây đem về đây tiền nè các bạn đó. Bạn thấy không, có chút xíu nè, xe ra chở các bạn biết cây bị lớn rồi đó nè. Không, đó mình nói thật, mình thích là mình mua, không phải mua rẻ đâu các bạn, không có mua rẻ đâu, mua mình mua nói chung là thích là mua. Đây số điện thoại mình nè, chú Bình nè, đó thấy chưa, thích mình mua. Mình không phải mình mua một mình bán tháng 10, hoặc mình mua rẻ bán mắc các bạn. Khi anh em thích giao lưu là mình ok luôn, khi cái cây tôi bán lỗ hoặc những cây tôi mua các bạn mua về tôi không thích, cho hàng hai tôi cho hôm qua hôm kia, hôm nay cả tuần lễ các bạn nguyên hai xe xe tải ba cây gì nè. Nè tôi quay cho các bạn xem nè, sầm đá nè, thấy không, rồi sim sim tôi cho mới hết rồi, tôi còn có mấy cây tôi làm cái rừng thôi, sim đó các bạn thấy không. Mình nói thật mình chơi là đam mê thôi, tuy rằng mình không có nhiều tiền, cũng cũng lăn lộn chiến trường lắm các bạn, chứ không phải mình có tiền bạc nhiều đâu, nhưng mà tại vì mình cho cũng trong gia đình thôi, chứ không phải mình cho người ngoài. Mình nói bậy bạ mất công, rồi anh em người ta nói mình chắc mua đồ nhiều cho tùm lum ra, không có đâu, mình cho anh em thôi. Cái của cho các bạn, các tặng nó còn hoài, suốt đời nó còn hoài, các bạn bán thì dứt khoát rồi. Cái này thôi bây giờ mình cho nó để luôn, cho nó ăn trái luôn các bạn. Nó trùm lại đây, đây nè, trái nó ăn nè. Đó. Rồi mình quay trở lại. Đó, cái kiện hàng mình đó, có chút xíu xem ra chở các bạn thấy cái giá đó, mình không nói.
Đó, tiếp tục mình sửa cái này các bạn. Cái này thì rất là đơn giản, không có gì, mình sửa rất là lẹ. Không có gì, cây rất đơn giản, sửa rất là nhanh. Những cái gì mà mình, tại vì mình những cái cây mình biết cây đó mình sửa lẹ sửa chậm các bạn. Những cái cây mà gai nhiều các bạn, gai nhiều, thứ hai nữa nó tàn nhiều, dáng đổ, dáng bay, dáng ấy này kia nọ, các bạn phải chỉnh sửa rất là cực. Còn mấy cây trực lắc này thì bé qua bé lại là chia cành nó thiếu bình thường đó. Không có gì phức tạp mấy cây trực lắc này. Còn mấy cây á, mấy cây mà đổ các bạn, bạn bẻ và họ nó không đúng á, đúng chiều á, đúng hình á, không đúng tàn á, nhìn đơ đơ kỳ lắm. Do đó những cây đổ bay á, nó cần phải cái thời gian rất là rộng để mình ngắm nghía, mình chỉnh sửa lại. Còn mấy cây trực này dễ lắm. Cái này nè, nó ra bông nè các bạn, để mình chỉ các bạn bông nè. Bông trong thân luôn, trong thân nó ra luôn đó. Cái này đang ra cho ba cho bông nha các bạn, bẻ phải nương đó. Phải nương đó. Đó, cho bông rất là nhiều, giờ bẻ vô mình mới thấy. Hồi nãy bông thì cũng bình thường thôi. Rồi tạm thời các bạn, tạm thời nó vậy rồi. Nhiều quá không có thời gian các bạn. Mình thì nói chung là quay cái clip á, nhiều clip nó dài các bạn, dài nó cũng gây ảnh hưởng đến cái người xem chán, tâm lý vậy mà. Đó. Hát dở sắm tuồng lâu quá người ta nói vậy đó. Để tay dính liền. Rồi tạm thời vậy các bạn. Đó. Mình sơ lại cho các bạn xem á, tại vì quá dài các bạn, các bạn thông cảm mình nha, quá dài. Đây. Đấy không? Cái này lắc là nè, cái này nè, một lắc mình bẻ xuống các bạn, ha, bẻ xuống. Đó, tạm thời vậy các bạn. Cái này lát mình sẽ vô kẽm nhỏ các bạn, mình sẽ chỉnh lại. Đây nãy mình có nói trái các bạn, qua đó, qua nè, qua nó đậu nè các bạn, qua nó nè, nó qua rất là nhiều. Ở trong này là mình thấy hồi nãy như mình uống cái chỗ nào nó có qua nè các bạn, nè này bên đây nè các bạn, qua ra nè. Đây vậy nè, nó ra rất là nhiều. Cây này mình sẽ vài bữa có trái các bạn. Đó, đây nó ra li ti đây rất là nhiều. Tại giờ nó mới ra, mình nếu mà phát hiện cây này có bông qua mình không có ấy đâu các bạn. Mấy cái nhánh mình bẻ giờ khi nó dập uổng, rớt qua uổng. Nè cái thân đó các bạn, cái gốc nè. Cái gốc rất là to nha các bạn. Cái gốc này á, theo mình đoán nó cũng phải 12.
11, 12 gì đó. Nó còn đo nữa các bạn. Đo luôn các bạn. Đo luôn, nó phải lấy dây thước kem đo luôn. Ha. Đó. Ở đó nó đi lên đó các bạn. Mình về các bạn. Đây nó có thân nè. Các bạn thấy cái dấu cắt không? Ha. Con thân nó chỉ vào đây nè. Nè, ngay cho cái đầu kéo chỉ vào đây. Xấu lắm. Dành cắt bỏ các bạn. Dính lại một cây trực thôi. Đó. Thấy không? Cái gốc nó cũng lượn nè, nó gốc nó lượn lên. Nó là đây co nè, co nè. Co lắc lên. Co lắc lượn, cái này thân thì ok rồi. Cây chiều cao để mình đo nha các bạn, mình đo, cho các bạn xem. Mình đo, mình không có đeo cái máy gần được các bạn, mình nói miệng thôi, ha các bạn. Đây nè. Thân này cái đồ công này các bạn. Đây. Là 13 nha các bạn. Đây mình quay lại cho các bạn xem luôn. Đây. À. Số 13 nè. Đó, 13. Mình cái chiều cao nó, cái tán nó. Cái tán nó là khoảng 70-80 rồi, 80. Cái tán, ngang á, cái chiều cao nó các bạn, chiều cao nó khoảng 65 từ mặt chậu lên. Rồi, đơn giản. Mình sẽ kết thúc clip đây nha các bạn. Đó, mình quay lại cho các bạn xem. Đây, ở trên xuống nè các bạn. Trên xuống. Mình còn chỉnh một số kẽm nhỏ nữa các bạn nha. Tại vì thời gian có hạn, mình quay cơ bản thôi. Làm cơ bản mấy cái này mình sẽ chỉnh là hết. Vô kẽm hết là chỉnh hết. Rồi nó khác nữa các bạn. Làm vậy li ti quá, đâm ra chỗ đó thời gian không có hạn. Đó, rồi mình kết thúc clip nha các bạn.